Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Animiya AFK Epic Battle. Thì đây là một cái tựa game idea thẻ tướng 5 với 5 tiếng thật nha, thời gian thật do vận hành trên cách phát hành các bạn. Thì tựa game này có tên tiếng Việt là Animiya Đi Tìm Vận Mệnh. Thì trong game các bạn sẽ được chỉ huy các anh hùng và nữ thần để vượt qua các thử thách đầy khó nhằn trời không đề ra, đánh bại ác quỷ ở cô ấy lục địa Animiya tươi tắn này. Thì trò chơi sở hữu lớp Á với đồ họa 2D LED tươi sáng và tràn đầy màu sắc, dễ dàng tạo được thiện cảm với các bạn người chơi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thì các nhân vật có tạo hình nền văn hóa phương Đông và phương Tây trộn lẫn dưới dạng Anime vốn đang rất là hình thành hiện nay. Đặc biệt là cái chuyển động của nhân vật trong trận đấu được thực hiện khá là mượt mà và sinh động, và âm nhạc ống game cũng được rất là đầu tư với các bản nhạc nền vô cùng bắt tay, khiến cho các bạn người chơi dễ cuốn hút vào game hơn. Thì do lối chơi của cái tựa game Animiya AFK Epic Battle là kẻ đối tướng cánh tay, nên là nhiệm vụ của các bạn chính là khả năng tác chiến của các nhân vật trong tay bằng cách tăng cấp, nâng sao, thăng phẩm, kích chuyên, hạ mặt trang bị, mẫu pháp khí cũng như là thần binh, kỹ năng vân vân. Đặc biệt thì cái trò chơi này cũng sẽ hô hợp các phần thưởng khi bạn AFK, giúp cho các bạn có thể cứu lấy thánh địa Animiya nhanh chóng, giải cứu dễ dàng hơn. Được biết thì các nhân vật trong game này được chia làm 5 phe đóng vai trò tương sinh tương khắc với nhau. Bên cạnh đó là 3 vai trò chính tương ứng với các vị trí chuyên công, chuyên thủ, chuyên hỗ trợ trong đội hình ra trận của mình. Người chơi lúc này cần phải chọn tướng và sắp xếp đội hình cho phù hợp nhằm mang đến hiệu quả chiến đấu tối ưu nhất có thể nha các bạn. Do hệ thống tướng cũng khá là đa dạng nên các bạn game thủ luôn có thêm khá là nhiều cái lựa chọn phù hợp với lối chơi và sở thích của mình theo từng giai đoạn khác nhau. Thì tuy nhiên không vì lối chơi đơn giản mà hành trình trong game trở nên nhàm chán nha các bạn. Trái lại, Animiya AFK Epic Battle Mobile còn có nhiều tính năng và hoạt động thú vị khác để cho bạn chinh phục, như là càng quét phó bản hay là khiêu chiến đại boss, chiến đấu hấp vua, tham gia đấu trường Epic Battle, khám phá mê cung bí ẩn với rất nhiều thể thức thi đấu khác nhau cho các bạn lựa chọn. Thì ngoài ra thì các bạn cũng có thể gia nhập ban hội, kết giao hảo hữu và so với những người chơi khác thì để cùng nhau sánh bước vào xứ sở thần thoại, chìm đắm trong những câu chuyện cổ tích ở lục địa Animiya này nha các bạn. Thì không thể thiếu đó chính là tính năng PvE và PvP vô cùng đặc sắc, thì giúp cho các bạn có thể tự do giải trí và khiêu chiến với tất cả các người chơi tên tròn server trên cùng một máy chủ mà không phải trở ngại bất kỳ cái chướng ngại vật nào. Ngoài ra thì tựa game này cũng có rất là nhiều cái hoạt động PvE và PvP hấp dẫn khác cho các bạn khám phá. Ngoài ra thì các tính năng nhiệm vụ trong game cũng có rất là phong phú, từ nhiệm vụ chính phụ cho đến nhiệm vụ thành tích, nhiệm vụ hàng ngày vân vân, giúp cho các bạn chơi làm nhiệm vụ hàng ngày mà không thể nào hết được cái nhiệm vụ, sẽ giúp cho bạn không thể nhàm chán ở trong game mà liên tục thực hiện cài cuốc. Ngoài ra thì cái tựa game nhập vai đấu tướng này Animiya AFK Epic Battle cũng có vô số các hoạt động và sự kiện hấp dẫn chờ đợi các bạn khám phá. Thì mỗi cái sự kiện là một cái phần thưởng khác nhau, mỗi cái hoạt động là một cái phần thưởng cũng khác nhau. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code trên nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhận code thì các bạn nhấn vào avatar của mình, sau đó thì các bạn nhấn vào phần đổi code và tiến hành nhập code. Thì cái code thứ nhất như sau: like bet. Đây là code thứ nhất các bạn, giúp code là like bet. Bạn nào không rõ thì chút mình sẽ mở code trên màn hình cho bạn xem. Like bet là code thứ nhất, sau đó nhấn vào xác nhận để nhận quà. Code này sẽ nhận được các phần quà như sau: 20 casu, 300 đá cầu há và 60 cái hồng thạch nha các bạn. Cái mảnh ngựa linh tinh anh, thu thập 60 mảnh ngựa linh tinh anh, có thể triệu hồi ngẫu nhiên một cái ngựa linh tinh anh số lượng 60. Thứ hai là thảo thạch thiên thạch kiên cố nhất trong Animiya. Tương truyền nó đã bị nhiễm huyết khí của nó thần, là vật liệu cần để tăng cấp ngựa linh, chủ yếu rơi khi treo máy mua ở tiệm, số lượng 300. Cuối cùng là đồng, là loại đơn vị tiền tệ phổ biến ở trong game, số lượng là 20.000. Thì đó là các phần quà của cái gift code nha các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đến có hai code như sau: Animiya. Đây là code 2 các bạn. Cái code là Animiya. Animiya là code thứ 2. Có nhấn vào xác nhận để nhận quà. Cái này, đây là các phần quà của gift code nha các bạn: 50k đồng, 200 cái huyết thạch. Ok, giờ mình sẽ xem từng phần quà nhé các bạn. Thứ nhất đó là nước mắt nữ thần, có thể sử dụng trong triệu hồi thủy tinh, nhận ngẫu nhiên một nữ linh phù hợp 10 nước mắt nữ thần, có thể rút 10 lần, nhận ở nhiệm vụ chính và mua ở tiệm chức vụ, số lượng là 5 nha các bạn. Thứ hai là thần thạch, số lượng là 200. Còn cái cuối cùng để mình vào túi xem. Đây nha các bạn, cái cuối cùng là cái linh thạch dùng để nâng cấp anh hùng, nâng cấp tướng của mình. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Đấy các bạn, tổng cộng là sẽ có là 2 giúp code. Khi nào có thêm giúp code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn nhập giúp code thành công và chơi game vui vẻ. Cũng đừng quên like video này nếu bạn thấy hay và share cho bạn cùng biết với nha. Cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chấn chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình chia sẻ code của tựa game này và những cái tựa game khác. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be